món gì đây? Ăn cái món này đầu tiên mình ăn nè, tảm bún lùn. Đúng là. Em bé giới thiệu đi. Lùi làm anh đâu? Giới thiệu cho anh đâu. Tại vì tả bánh lùn hả? Ai biết giới thiệu gì? Nếu mà mình tại đầu bếp mà sao không biết được? Gọi là tả bún lùn. Tẩm lùn. Đây là món mới nha nó tại các bạn tới mình biết có cái món này. Giờ cá bánh lùn. Đây nấu với cá ngừ. Cá ngừ tươi ngoài biển đem vô. Là không qua xử lý một cái gì luôn, cá ngừ tươi. Đây là bắp, đây là đầu bắp chính nè. Biết á. Đây là bắp chính đấy. Đây. Giờ số cả chúng cá cả. Chứ không ai muốn bắt cho. Sự sự trước cũng ư. Cái này giống như là nhúc lẩu vậy phải không? Đâu rồi đây vợ chồng mình đi chưa? Vô mau vô. Chúng cá mình gọi. Đừng quay cái rồi. Gọi chiều dặn đừng có ăn cơm nữa nha. Cá bự dương đúng không đây? Số em bóp. Bấm đây nè. Cái này là cuốn đây. Cuốn đây. Cái bên kia là lóc thịt ra đúng không? Lóc thịt ra ướp đúng không? Bật cái quạt cho nó quay cho nó chứ. Bật cho nó quay lại cho nó mát nó chứ. Cái này là phần xương với phần đầu. Chơi hết sốt luôn hả? Nấu rồi xong đem bún nhúng bún ha. Nhúng đi. Tả bánh lùn. Món này mới nghe. Nhúng cá chứ anh ơi. Mà thôi kệ thử đi. Mà chắc là ngon rồi đó, cá tươi mà. Kéo đây là món cá tươi cực tươi. Thử trước đi đúng không? Nào vô trước ăn không thấy mặt lòng, giờ không thấy mặt lòng. Này nó chiên chực. Bỏ vô cá vô hả? Ông mình nhúng cũng ngon luôn. Rồi vô gì á? À bỏ cá vô nè. Nó nhúng vô đâu. Bỏ múc vô dư thôi mà đủ người cách thôi. Đó chính rồi đó, ngon vô. Thôi vậy thôi. Chứ mà ăn có đâu ngon đâu. Đó luôn trời biết cha. Cái món ăn này bị tán run rã. Lần đầu tiên mình tán lên. Ủa sao nhân lực ít vậy? Mùi quá trời mà sao nhân lực ít vậy? Tại đó đi ai ăn ăn. Học đúng mà lại cho muốn ra đưa muốn mình ra. Rồi. Cá lớn. Ồ. Bồ tao. Dạ. Ăn rồi. Đây ăn rồi con. Vô cả. Bỏ cái nồi đó. Rồi. Rồi vô đây ngồi nè. Ba nè. Ăn đại cho tao cái đi. Xin chào đâu. Chị bỏ qua cho anh ba nè. Đó. Đó. Đủ bỏ vô. Ăn hơn. Ồ xù quá rồi. Mới sôi mà nghe cái mùi. Thơm. Nhỏ thơm mùi tiêu á. Thơm tiêu à. Thơm nhá. Mùi quá thơm. Ăn đại quay mệt mỏi. Ăn đi đầu bếp chính tao giới thiệu đầu bếp chính bữa giới thiệu nó đi nấu nhà hàng năm sau. Đó đầu bếp chính đó thấy không? Rồi. Cái ăn dưới bếp là sao? Dưới bếp rồi phải không? Tư chắc kêu vô ăn đi. Xem nó bự. Thật đó. Một cái ngừ này 5kg thôi. Ủa đâu ra qua như vậy? Chắc không 4-5kg gì vậy? Cục đá anh ba. Nó bự cái nào? Nó bự dữ hả? Chục anh 3kg rồi hả? Ờ. Đây. Cái ngừ 3kg là bự lắm á. À cái ngừ có 3kg là nó bự rồi. Còn 4kg không có. Để nhúng cá nè, bỏ nha. Cái này là... Bé ngồi xuống ăn đi. Ăn đi. Nhúng mà nay nhúng ăn. Nhúng bỏ qua mình ăn thôi chứ. Cái này tả bánh lù là mình lóc cái thịt con cá ngừ ra rồi mình ướp gia vị. Còn cái phần xương với phần đầu thì mình nấu giống như hình thức giống như là nhúng mẻ vậy. Bò nhúng giấm gì á. Ừ, rồi khi mình ăn là mình nhúng vô, người ta gọi là tả bánh lùn. Tả bánh lùn này là nguồn gốc xuất phát từ người Tàu đó mới có. Đó vô phải ăn trước để nó mềm hết. Anh cứ ăn đi, để em giới thiệu cho. Đây anh bộ đang gấp cá, chưa ai gấp hơn anh gấp trước á. Vậy vậy thôi. Rồi giới thiệu sơ sơ qua cái món tả bánh lùn, khi mà các bạn có dịp nấu thì hãy nấu theo hình thức này nè. Nha. Rồi, okay. Rồi chào nha, mình cũng phải thử thức chứ. Cho anh bổn. Từ đâu rồi. Lên. Long ăn nãy giờ nhận xét cái món này sao? Hợp lý không? Ấy ăn kia thôi là ngọt thôi nhưng mà chưa ăn cái tụ tả cái gì. Mì mà để thu vô. Bánh lùn ơi. Tả bánh lùn. Tả bánh lùn. Không phải tả bánh lùn. Ê, tả bánh lùn. Ê ăn sao, cảm giác sao? Giới thiệu cho. Ví dụ như à cái mùi này rất là thơm hay là ăn không ngon. Vô quay luôn cái miệng luôn mình ăn đi cho thử cảm giác. Thấy nghe nói ăn cảm giác cuốn hơi bị nhiều quá nha. Ở đây. Ừ, rồi. Thì mình chấm vô được không? Nè.
Ngon ha. Rồi, vậy là ngon. Ok. Mắt con cá ngừ. Mắt chà bá luôn ha. Rồi, bỏ miệng đưa đó. Hai con mà ăn mắt một con rồi đó. Ăn giờ đồ ăn nữa trời. Trời vậy cứ là lặn sâu không còn vậy lắm. Nhiều chứ bộ ba cứ mất trời. Rồi nấu sát bên rồi. Sáng rồi đưa người ta nói không rảnh làm đâu, chưa biết làm. Tự nhiên cái xương người ta lấy nước mình giờ đồ ăn xương không, mà xương đâu mà ra. Người ta biết làm. Chưa rảnh đâu. Người mới không chuyện. Đây sát bên là anh Bổn. Anh này là nghề biển là chùm luôn á, hồi đó giờ đi biển. Rảnh với trai. Thiệt mà, biển Việt Nam nhiều cá hải sản nè, biết anh. À, sẽ có một cái video clip mình sẽ nhờ ảnh giới thiệu về cái cách đi biển như thế nào nè, cách câu cá nè, à, các bạn thấy ảnh cái tóc của ảnh là nó vàng vậy, không phải là anh nhuộm mà là do đi biển rồi muối với biển với là nó bị cháy nắng nó mới ra như vậy. Phải nói là nghề biển rất là cực khổ chứ không phải là sung sướng. À, kiếm bánh cơm tô cơm chút tiền chút bạc mà khổ lắm, nhưng mà hy vọng một ngày nào đó mình xin nhà anh chia sẻ về cái nghề biển như thế nào ha. Không nó đi biển thì nó cũng đủ loại đi biển mà chỉ có nghề trà này, cái nghề lội là như là vàng bóc thôi. Còn nghề biển kia không có ai vàng hết, như là nước dưới nó hát lên rồi. Đúng rồi, nắng tự sao mà chỉ mình giống nước biển cả ngày là nắng nữa là mày không có nó cháy gì cái đầu lúc nào mình cũng là vậy hết. Rồi nắng nó cháy là nước biển nữa rồi. Đúng rồi. Mà cháy luôn. Ông Trang Ngọc Trinh ngồi gần rồi chứ. Mà cái cháy này là cái mà thuốc nhuộm là không ai có. Đúng rồi. Ai cũng hỏi ủa sao tóc anh vàng lại. Là gì có. Nhưng mà làm dài. Cái này ở đây, ở một năm nữa chưa bạc nữa, chưa trở lại bình thường. Rồi 6 tháng. 6 tháng tóc nó dài thì nó cắt cái này bỏ thì nó. Vẫn nó tới gấp luôn nè, nó cần tới gấp luôn. Nhưng mà kêu cho anh bộ quá đi, đi biển vàng nắng gì vậy. Anh đừng hớt tóc. Anh cứ tóc dài ra là anh cắt ngang hết luôn. Thôi à, bảo vệ cái đầu mình chứ bây giờ anh hớt ra nó chống là cái nắng luôn chứ hư cái đầu mình vậy bộ này ít á còn nhiều tên hả em hết luôn giờ mình thấy thế giới nó vàng mà nó vàng mà thành bạc luôn chứ bằng nào bạch kim luôn vàng như tóc trung vậy nè vàng mà bạch vàng mà vàng tới mà thành bạch kim luôn thì thứ năm đi xuống được còn này vàng này là đỡ bộ này ít chút ta thì nhiều tên mà vàng mà thấy là đè xuống đè cao em đá rù đá đầu là đúng rù. Cái trái thứ hai thì đúng là đường nét rõ ràng, cái nào mình coi bóng đá thì mình phải nói đơn giản. Còn gì bóng đá rùa thì nó cũng vẫn bình thường. Nhưng mà đúng mình Tài Long Vượng nó giúp cái bàn nó đẹp chứ mà cái chiền. Nói ra là hình như này mình không chưa biết chăng là thằng thủ rồi thì thằng chủ được đẹp. Mà như hai tiền đạo chưa bán được, không bán được, không bán được bằng cái gì kia. Không, không. Bây giờ anh coi đi, anh coi là gì. Mà nhưng mà coi ra thật sự là không bán được bằng mấy người kia được. Nói thẳng luôn. Hai tiền đạo có thể biết làm bàn vậy là được rồi, là hay rồi. Chứ còn cho gặp mấy đêm dân bổ rồi đi biển rồi mới đem cái mực vô nó bóng tới trên cái gà mắt tóc còn thật ra thì không có cái mực loại này để cho mình thưởng thức đâu. Má chắc cái loại thằng gì su ba chai của nó hay đây bật nướng này còn giải châu Á sau này là vô dụng lớn hết chưa lớn Hàn Quốc là nắng nhà mấy ông anh là như là đi biển coi rồi đó về là một đôi không qua xử lý gì hết mới có một ngày. Chứ còn nếu mà mình không thì không bao giờ mà kiếm được những cái con mực như thế này mình ăn đâu. Nghĩ sao mình giới thiệu các bạn đấy nha. Đây mấy